Hiện tại hai dòng sữa rửa mặt Hatomugi phổ biến, được nhiều người tin dùng là loại màu xanh và loại màu trắng. Mỗi loại có thành phần riêng biệt phù hợp với loại da khác nhau. Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ chỉ cho biết từng loại sẽ phù hợp với da nào nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Với loại sữa rửa mặt Hatomugi màu trắng, loại này phổ biến nhất vì loại này phù hợp với hầu hết các loại da. Sữa rửa mặt Hatomugi màu trắng có thành phần lành tính, tự nhiên phù hợp với da bình thường, da nhạy cảm cũng dùng được. Công dụng của nó là làm sạch da, giúp dưỡng ẩm và dưỡng trắng da. Còn loại sữa rửa mặt Hatomugi màu xanh thì thành phần của nó được tạo ra phù hợp với da dầu, da mụn, nó sẽ có tác dụng ngăn ngừa mụn, giúp cải thiện da dầu mụn cũng như hỗ trợ làm se khít lỗ chân lông. Tùy vào tình trạng cơ địa da của mình mà bạn lựa chọn loại sữa rửa mặt Hatomugi có thành phần phù hợp với da của bạn nhé. Sữa rửa mặt Hatomugi hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt Hatomugi hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.